cũng không có đau lắm đúng không Vi? Dạ. Tự nhiên sáng nay tay mỏi. Ừ, tự nhiên tay nó mỏi lắm tí. Tự nhiên tâm video có thấy tay chị nó rung không vậy? Nó mỏi hẳn, nó rung nguyên cái cánh luôn á. Kỳ cục. Mụn nhìn ổn không? Mình thấy hả? Nó rung nguyên cánh tay luôn á. Tự nhiên mỏi lạ lùng. Hình cho bé này dễ lấy mụn nha, nhưng mà trên đây chắc khó à. Lấy không chảy máu với nó im ha. Trắng nè. Mụn má nhỏ lắm. Nhìn chị tí rồi.
nhỏ lắm đúng không đấy? Vậy cũng vậy, nó có to hơn không? Nghe nhìn tỉnh tí. Mấy phút rồi thế? 7 phút rồi. Nước rất là dễ nha. Xong cái này cứ phát ra đi ha. Đào hả thấy yêu. Từ từ. Ok.